Hello, xin chào tất cả các cô, chú, anh, chị và các bạn. Rất vui được gặp lại các cô, chú, anh, chị và các bạn trên kênh của ba mẹ cô. Thì Sài Gòn ngày hôm nay là ngày 29 tháng 7, 2024. Bây giờ là khoảng 10 giờ 45. Nhiệt độ bên ngoài là 31 độ C. Trời đó rất là nóng nha mọi người. 31 độ C là khoảng 88 độ F đó bà con. Rồi mời bà con bác cùng với ba mẹ lên xe ha. Mình sẽ đi dạo Sài Gòn. Ở đây là ngã ba đường Tân Túc với đường Nguyễn Hữu Trí bà con. Quẹo trái là mình đi về Bến Lức á, giờ ba mới còn quẹo phải. Giờ mới quẹo phải qua thì bên tay trái này có tu viện Tường Vân nè. Chỗ này thì là của thầy Phước Tiến. Ở đây là ba mày còn có cảm giác nó giống như cái khu hành chánh cũ á bà con. Nơi đây nè, ngân hàng nhiều lắm. Bên tay phải này là không biết là cái gì hồi xưa nè, giờ mấy cái cổng này bỏ hết rồi, giống như nhà văn hóa cũ vậy đó. Trung tâm văn hóa thể thao này. Sầu riêng 65.000 kg. Bên tay trái ba mày gọi đây là bệnh viện huyện Bình Chánh cũ đó bà con. Wow, hôm nay trời nó nắng nóng dữ ha bà con ha. Đây, cái cổng bệnh viện Bình Chánh cũ là đây. Cái cổng đó là cổng cấp cứu luôn. Mà hồi xưa cổng cấp cứu cái cổng gì đó có ra vô có một cổng à. Rồi mình ra tới đây là ngã tư đường Nguyễn Hữu Trí với lại đường quốc lộ 1A bà con. Đó, bà con có thấy nắng ghê, ghê hồn không? Đó, trước mặt bà con quá. Hôm nay là thứ hai đầu tuần vậy bà con. Này bà mình còn thấy nắng dữ quá, nắng kinh hồn luôn á. Quẹo phải là mình đi về miền Tây, còn đi thẳng qua con đường bên kia là đi vô chợ Bình Điền. Bây giờ mình sẽ quẹo trái mình lên cầu Bình Điền.
cái đèn đỏ cái này nó dần thời bị lâu luôn. Lâu quá ha, dừng lâu quá trời lâu luôn. Mà dưới chưa nắng nóng như thế này nè. Trời ơi, đứng im chỗ bà con. Nó nắng ghê lắm nha. Wow. Mình ba mấy cầu chạy, ba mấy cầu thấy gió nó thổi, không thấy cảm giác nóng nha. Đứng yên cái tự nhiên là quần áo tay chân mình nó nóng. Ồ, quá cái khủng khiếp ghê chưa. Rồi đây là lên cầu Bình Điền. Hôm nay xe tải vô Sài Gòn nhiều ha. Sài Gòn bác thấy không? Đây là ngã ba đường Dương Đình Cúc nè bà con. Quẹo tay trái là mình về chợ Đệm. Đây là hủ tiếu Kim Tháp Ba. Sao không hiểu sáng hôm nay ngủ dậy cái ba mươi gồ thấy người mệt mỏi ghê luôn hả? Cái người mà nó rêm người. Ở đây là người ta gọi là chợ bờ ngựa nè. Bên kia là có cái chùa Từ Quang. Hồi xưa cái cổng chùa Từ Quang là ngay chỗ cái bậc Cam Cấp đi lên cầu vượt đó bà con. Đó, cái cổng chùa nằm ra tới đó đó. Con đường chúng ta đang đi là đường quốc lộ 1A. Hồi xưa con đường này mang tên là quốc lộ số 4.
Rồi mình đi ra tới đây là ngã ba An Lạc, là ngay chỗ cái con đường xa lộ Đại Hà năm xưa đó bà. Bây giờ hình như người ta trên bản đồ ở Ba Mê Cầu cũng nghe là cũng là xa lộ Đại Hà á, nhưng mà thường hay kết hợp thêm là xa lộ Đại Hà quốc lộ 1A. À. Ông nội em chồng, bà nội em hái đó, bà con bác ha, đủ thứ tiếng rào, có nhiều cái lắm, nấm rơm nở tét lét rồi, nấm rơm mới hái, chanh nhà chồng, ai mà nghe được cái vô đây mua cái tưởng thiệt là chết bà luôn nha bà con. Mấy đó toàn là chợ Bình Điền ra không á. Hồi đó Ba Mê Cầu cũng bị lần rồi, Ba Mê Cầu đó đi ngang đường này hoài, cái mình cũng thấy nó rẻ, bản chất là mình thấy nó rẻ rồi mà mình nghe vậy đó, mình tưởng là nhà người ta trồng người ta đem lên, dạng như người ta trồng người ta bán lẻ, người ta đem lên người ta bán cũng mua. Xin thưa bà con bác, sau này nhà Ba Mê Cầu kế chợ Bình Điền mà, vô chợ Bình Điền trời ơi nó còn rẻ gấp đôi luôn đó. Mà đa phần là ở đây là mua mấy cái hàng giạc ở trong chợ Bình Điền ra không đó bà con. Đó, nhiều khi Ba Mê Cầu thấy rau ngộ lắm, nấm rơm mới hái à, mà nó cái nấm nó nở tét lét hết trơn rồi à, vậy á. Nhưng mà thôi, cái công việc, cái nghề nghiệp mưu sinh của mỗi người. Dọc cái con đường này là bà con bây giờ người ta bán cái gì bà con có bác biết không? Người ta bán xe hơi cũ nhiều lắm, thu xe cũ giá cao kìa, bán xe cũ có bảo hành kìa. À, nơi đây là bắt đầu từ từ đó, hai bên đường này là từ từ là hình thành ra một cái chợ xe cũ nha bà con. Mà đó Ba Mê Cầu thấy không có xe tiệm nào á, cái ra là tiệm ở đằng trên kia, giờ ở đây là 2-3 tiệm dưới đây rồi thu mua xe cũ. Ở đây là ngã tư này, là ngã tư An Lạc nè mọi người, đường Hồ Ngọc Lãm. Ngoài tay phải là mình đi về Rạch Cát. Nhắc mới nhớ, xin thưa với bà con cô bác đó, ngày hôm qua hôm kia gì đó, cách đây 2 ngày có một anh hay một bác gì đó nhờ Ba Mê Cầu đi quay cư xá Lữ Gia. Xin thưa với bà con cô bác thì từ từ thì bây giờ Ba Mê Cầu sẽ comment nói chuyện lại với bà con cô bác ha. Rồi bây giờ là không còn cái dành sân chơi cho những cái tay mà chửi rủa nữa ha, mấy cái tay đó giờ Ba Mê Cầu sẽ lóc hết. Bây giờ mà ai mà chửi rủa, ai vô phá kênh Ba Mê Cầu là xin thưa bà con cô bác, Ba Mê Cầu lóc ha. Thời điểm này YouTube nó lại thay đổi thuật toán rồi ha, mấy cái tay đó thì giờ nó không còn giá trị nữa, cho nên sắp tới đây thì tạm thời đưa mấy cái tay đó vô bên trong đi. Ba Mê Cầu sẽ thanh lọc lại mấy cái dòng comment, song song đó rồi Ba Mê Cầu sẽ nói chuyện lại với bà con cô bác cho vui. Thì dự trình, lộ trình thì chắc Ba Mê Cầu phải mất 3 ngày để thanh lọc lại comment nha bà con. Từ đó giờ mấy cái dòng comment gửi rủa của Ba Mê Cầu là xin thưa bà con bác, Ba Mê Cầu sẽ xóa là một, thứ hai nữa là Ba Mê Cầu sẽ lóc luôn. Mấy người đó thì không xứng đáng coi kênh của Ba Mê Cầu nữa. Thì sau khi mà Ba Mê Cầu làm xong rồi, cứ mỗi dòng comment của các cô chú bác là Ba Mê Cầu sẽ có phản hồi lại. Premium Mazda 6 2.5, chiếc này cũng tỷ mấy á bà con. Rồi mình đi ra tới đây rồi, hồi xưa ở đây là có cái trạm thu phí nè bà con. Lúc mà cái con đường Kinh Dương Vương này nè được xây dựng á, ở đây có cái trạm thu phí. Ở đó đây là cái công ty gì mà Bình Điền á, phát triển nhà Bình Điền hay Bình Chánh hay gì đó, Ba Mê Cầu nhớ vậy. Giờ là Khang Điền rồi. Xe từ trong ra, xe này giống như xe Campuchia quá. Y chang luôn, thấy không?
Nơi đây cái bãi giữ xe này là bà con hồi xưa đó là nơi đóng quân của bộ chỉ huy tiền phương cửa ngõ Tây Nam á, trước năm 75 thời quân đội Mỹ á, nơi đó là nơi đóng quân của quân đội Mỹ đó bà con. Đối diện trước mặt này hồi xưa là cái bãi rác nè. Bánh trung thu kìa. Ông cao siêu lực này ông già rồi mà mặt ông dám ăn đó bà con. Đây là hệ thống một cái nhà máy làm bánh bỏ ở đây luôn. Mùa trung thu tới, Tết đã rồi, tới rồi. Rồi ở đây là ngã ba Tên Lửa. Quẹo tay trái là đường Tên Lửa đó. Giờ ba Michael với bà con cô bác chạy tàn ra đâu ta, ra cư xá Lữ Gia nha. Hôm nay mình sẽ đi trên mé anh đó đi. Bên tay trái và mày cầu đây là cái khu an dưỡng địa đó bà con, an dưỡng địa Phú Lâm. Mà hồi xưa ở đây có một cái Phật học viện, viện Phật học á, cho nên còn ở đây là người ta còn gọi là Phật học viện Nguyện Nghiêm. Rồi mình sẽ đi dạo vô vòng bến xe miền Tây. À, bến xe miền Tây. Đây giờ là bến xe miền Tây, là bá chủ là Phương Trang nha bà con. Xe Phương Trang là bá chủ. À, bến xe miền Tây. Đường Lê Công Phép. Ở đây như đang làm đường lại nè, ba mấy còn nghe mùi nhựa đường mới. Hôm nay người ba mấy còn mệt quá cho nên xin thưa bà con bác, nó cũng rớt vô cái tâm trạng mà nó không có chuyện gì để kể cho bà con ông bác nghe. Giờ để mình chạy xuống Hậu Giang này để ba mấy cô mua một ly cà phê nha bà con. Rồi tự nhiên sao mấy cái ngón chân ngón tay của ba mấy cô á tự nhiên nó rêm quá.
Rồi, con đường này đường Hậu Giang. Dịch quay Thanh Trúc. Dịch quay Thanh Trúc ở đây là bán có tiếng lắm nha bà con. Hồi xưa thì cũng không đến nỗi nào, hồi xưa là chỉ bán ngay cái chỗ đầu mỏm á, đầu mũi tàu á. Hồi đó cũng bán có tiếng nhưng mà không có đông như bằng bây giờ. Bây giờ là càng lúc là ba mẹ còn thấy càng đông, giống có thời thế bà con. Cái bò nướng phố đó ăn thấy cũng đông lắm mà giờ cũng đóng cửa. Chúng ta đang đi trên con đường này Hậu Giang ở số 809. Ở đây là ngã ba đường Bình Phú nè, ngã ba Bình Phú ở đây. Quẹo tay phải là đường Bình Phú luôn. Nơi này hồi xưa người ta còn gọi đó là làng Phú Định nha bà con. Nắng quá. Ở bên đây là hồi xưa là hãng pin con ó nè, trước năm 75 luôn nha bà con ó đen. Đây cà phê em biết còn bán không? Còn mua luôn cho anh ly phim sữa. Mấy đi trễ vậy anh? Mấy cái dịch hè mấy con nè, cho mình cây dù luôn hả? À, sợ ba mẹ gò đứng nắng. Cho cái dù luôn nè bà con. Tính như là bà phải còn bịt mặt mà ta cũng nhận ra được mình đó. Bán từ thứ hai đến thứ bảy luôn, 5:30 sáng đến 2 trưa. Chủ nhật là bán tới 11 giờ trưa. Rồi, cảm ơn. Ba mày gọi tưởng cho luôn cây dù chứ. Ở
hồi xưa ở đây người ta gọi là ngã tư Phú Định đó bà con có bác biết tại sao gọi là ngã tư Phú Định đâu? Bởi vì con đường Nguyễn Văn Luông này hồi xưa là con đường Phú Định nha bà con. Còn vẽ tay phải là mình sẽ đi về tới ngã ba Phú Định. Hôm nay ba mày gồ rêm mình quá cho nên bà con cô bác xem video nhiều hơn là ba mày gồ kể chuyện ha. Với lại trong đầu của ba mày gồ bây giờ nó cũng nhiều luồng ý tưởng lắm. Tại ba mày gồ đang có dự tính là sắp xếp lại kênh đó, cho nên ba mày gồ đang suy nghĩ là sẽ phân bố thời gian lại để set up thời gian nào sàng lọc comment thì sao, cho nên nhiều khi cũng suy nghĩ miên man cái chỗ đó. Cái dòng comment bây giờ là gần tới 10.000 comment nữa bà con, suốt từ cái hôm mà ba mày gồ không có trả lời comment tới giờ là 1.5 năm. Mà bà con có bác thử tưởng tượng này, 1.5 năm biết bao nhiêu toàn comment nó tồn động. Cho nên giờ sàng lọc lại cái đống comment đó cũng mệt lắm. Cho nên nói chung là cái luồng ý tưởng nó bị phân chia, phân tán, cho nên nhiều khi cũng không có cái tâm trạng để kể chuyện, không có nhớ chuyện nữa mà trễ. Rồi cái cầu này cầu Hậu Giang nè. Bên đây phải nè, xưa là boss Nguyễn Văn Tố. Hình như là thành phố mình đang làm đường xá lại nè bà con. Đó, nguyên cái mặt bên đây là mới lót đường mới nè, trải nhựa luôn nè. Nhưng mà ba mấy gò nó sập chứ trải thì cũng ok gì đó, nhưng mà thật ra nó làm cho cái đường nó xấu đi nha bà con. Bà con bác hiểu ý bà mày gò nói không? Đó có nghĩa là đó cái cảnh này nè bà con, không? Nó giống như là một cái con đường đang ngon lành đó, tự nhiên giờ nó giống như thành một cái con đường chấp giá vậy đó. Nó sẽ đâm ra nó sẽ bị lồi lõm nè, giống như cái phần này nè, nó chắc chắn thế nào nó cũng sẽ lồi lên nè. Ở ngay góc đây cũng vậy nè, nó chấp giá lồi lõm. Còn ở nước ngoài bà con, ba mày gồ nhớ là họ có một cái kỹ thuật không hiểu sao mà hay lắm bà con. Họ chấp giá đường nhưng mà khi mà họ làm xong cái con đường đó bà con quá không thấy. Nó người ta mà làm đường á, người ta sửa đường mà họ khoanh lại ô, nhưng mà họ đổ bê tông thì sao á, không hiểu. Nhưng mà ba mày gồ thấy hay lắm. Sau khi con đường làm xong là mình thấy nó cũng bằng như nhau à. Nó không có cái kiểu lồi lõm như cái đường nhựa này. Hồi đó đây là cái cầu Bình Tiên nè. Rồi giờ mình đi vô mình dạo vòng chợ Bình Tiên các bạn ơi. Buổi trưa. Bên tay phải đường Văn Thân nè, và đó về Bót Bà Lài nè, quẹo phải cuối đường là Bót Bà Lài. Đây ngã tư Phạm Nhật Chí. Trường mầm non Rạng Đông Ba ở đây.
bên kia là hãng bánh Phương Dinh Thuận đó bà con. Ôi trời, đèn đỏ rồi đó, bên đó hãng Phương Dinh Thuận. Hãng đó được xây dựng, được mở ra vào năm 1985 đó bà con. Nghe nói là bánh của Phương Dinh Thuận rất ngon lắm bà con, mà ba mẹ còn chưa có mua bao giờ hết, nghe nói ngon thôi. Mà mỗi lần hình như năm ngoái ba mẹ còn có chạy ngang qua, ba mẹ còn có giá đó thì 60-70 cái rồi bà con, không có mắc. Bánh Phương Dinh Thuận không có mắc nha bà con, nhưng mà nghe nói ngon. Không biết bà con có bác nào ăn chưa, bà con bác cho ba mẹ còn biết chứ. Bánh quy nhà làm. À đây có cái heo quay Kim Mai nè. À, mà tầm giờ này thì đâu có YouTuber nào mà quay nữa. YouTuber quay sáng sớm lắm bà con. À. Sáng nào cũng vậy á, cái tiệm đó là cũng có một lực lượng YouTuber, có khi một người. Có một kênh là coi như là có một người, có khi hai ba người. À, lâu lâu thỉnh thoảng hai ba người, nhưng mà đa phần là thế nào cũng có người quay. Quay giống như là mối luôn nha bà con. À, xuống cái ăn sáng quay ngày nào cũng vậy á. À, giờ mới đi vào vòng chợ Bình Tiên. Chợ này á hồi xưa không có nha bà con. Chợ này hồi xưa không có, rồi sau này bắt đầu mới xây cái chợ này thì bắt đầu dời cái chợ Cầu Bót lên, rồi cái chợ Bình Tiên bên kia thì đổi qua đây thành chợ Bình Tiên. Có nhiều người nói rằng là chợ Bình Tiên bên kia dời qua, nhưng mà không phải nha. Cái chợ này đặt tên là chợ Bình Tiên, nhưng mà dân là dân chợ Cầu Bót lên. Và chợ Bình Tiên bên kia là giờ thành chợ Minh Phụng đó bà con, vẫn ở chỗ kia vị trí cũ. Giờ tầm giờ này là 11 giờ trưa rồi bà con, vô giờ ngọ rồi đó. 12 giờ là chính ngọ, nhưng mà giờ này tầm hơn 11 giờ là giờ ngọ rồi. Phá lấu, mấy cái phá lấu này người Tiều làm ngon lắm. Hồi xưa cái heo quay Mai là nằm đây nè. À, dân YouTube vô đây quay cái mà nó xin lầy lầy lội quá, cái nữa cuối cùng cái giờ qua kia. Chứ hồi đó heo quay Mai là xuất thân là từ trong chợ này nè bà con. Ui trời. Trời. À, bà con bác thấy cái chợ lâu lâu cái lực lượng thị trường á, không phải thị trường đó, đô thị đó, đi xuống một cái là sạch bon rồi. Mà đô thị mà đi rồi thì nó trở lại y chang vậy nè. Ở Sài Gòn mình nói riêng, Sài Gòn nói chung với hả, nói chung là nói chung nói riêng gì cũng biết, nhưng mà ba mày còn thấy cái vấn đề mà lấn chiếm này bà con, giải quyết khó quá.
do cái ý thức người dân thôi. Cứ chơi rượt bắt gì đó bà con. Mà không biết mỗi lần mà đô thị xuống rồi người ta kéo dọn gì đó, không có biết có phạt ai không đó, mà hay là phạt có mắt không, mà sao người dân họ vẫn bán á bà con. Chắc có lẽ là cái tiền phạt với lại cái tiền bán nó vẫn còn chênh lệch nhiều. Chứ nếu mà theo bà cò thấy á, nếu mà cái tiền bán của họ một ngày mà không đủ đóng tiền phạt á, chắc mà mày còn nghĩ chắc cho tiền họ cũng không dám để nữa đâu. Chắc có lẽ là cái tiền mà họ bán với là cái tiền họ đóng phạt á, nó vẫn còn đủ, thành thử ra thôi. Chứ họ cứ chấp nhận để bị phạt thì sao đó. Chứ lâu lâu ba mày còn thấy bên quản lý đô thị á, đưa xe xuống mà hốt rồi chạy, rồi mấy người này bỏ chạy tán loạn luôn. Quên nữa chứ, xin thưa bà con cô bác, quên ba mày còn nói là để ba mày còn đi qua cư xá Lữ Gia. Mình đi cư xá Lữ Gia chứ bà con, quên, tự nhiên đi vòng vòng qua đây. Giờ để ba mày còn chạy qua cư xá Lữ Gia. Con đường này đường Mai Xuân Thưởng nè. Đường Mai Xuân Thưởng giờ bà con có bác thấy không? Sạch sẽ, gọn ghẽ. Chứ hồi đó xin thưa với bà con bác, trên cái con đường này nè, bà con bác đi vô là thấy bóng dù không á. Tại sao ba mày còn gọi là bóng dù? Tại vì chưa nắng cái cỡ này nè là người ta dựng mấy cái dây dù ra đó, nguyên cái chợ luôn nha bà con, chợ lớn lắm à. Rồi trong hẻm, trong hốc, trong sâu nó giống như chợ Cầu Muối vậy đó. Chợ này nó lớn cỡ như chợ Cầu Muối á, nó có đậu búp xếp nữa mà. Bây giờ bà con quá không còn ai buôn bán nữa hết á. Chợ này là chợ rau củ Mai Xuân Thưởng à. Ngay đây luôn nè bà con, ngay trên con đường này luôn nè. Phải Hậu Giang. Giờ ba mươi cầu đi hướng về bên cư xá Lữ Gia nha bà con. Con đường này đường Cao Văn Lầu nè. Hồi xưa ở đây có cái bến xe Lam nè bà con. Ôi trà, đường này đang làm. Để mình quẹo trên đường Phạm Đình Hổ này cũng được. Ôi chết cha, cái gì vậy? Cái ông già đó, ông đưa tay, ông nắm đấm, giống như ông muốn quýnh người ta. Rồi, chúng ta đang đi trên đường Phạm Đình Hổ, hướng về quận 11 nha bà con. Cư xá Lữ Gia nằm trên đường quận 11. Lê Văn Sung nè, hồi xưa là Trương Tấn Bủ. Cái đường Trang Tử này nè bà con, bên tay phải nè, cái hãng Hyundai này hồi xưa là làng nướng Nam Bộ á, hai lúa rồi ta. Cư xá Ngọc Giáp ở đây. Rồi thôi, chắc ba mấy cô xin chào tạm biệt tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Xin hẹn gặp lại các cô chú anh chị và các bạn vào video lần sau. Bye bye.